Bà con chú ý, 7 loại hoa quả càng ăn càng tổ thọ, tuyệt đối tránh ăn nhiều, kẻo hối không kịp. Quý vị và các bạn thân mến, hoa quả vốn được mệnh danh là một trong những món quà tinh túy mà thiên nhiên trời đất ban tặng cho con người. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, lương tâm của nhiều thương lái buôn hoa quả đã bị lu mờ trước những món lợi nhuận khủng khiếp. Người ta sẵn sàng bơm và tẩm ướp hàng trăm loại hóa chất khác nhau vào trái cây để giữ cho chúng được tươi ngon, bắt mắt. Thậm chí, có người chia sẻ quả xoài bị để quên trong tủ lạnh đến hàng tháng trời, cứ tưởng đã bị thối hỏng, bỏ đi cơ. Nhưng đến khi lấy quả ra thì vẫn tươi nguyên vì đã được bơm quá nhiều chất bảo quản. Nếu thường xuyên ăn những loại trái cây này, sức khỏe của chúng ta sẽ bị suy tổn nặng nề, tuổi thọ giảm sút và bệnh ung thư cũng chỉ là điều sớm hay muộn mà thôi. Dưới đây là 7 loại quả độc hại bị tẩm ướp nhiều hóa chất, càng ăn càng sống thọ mà quý vị cần hạn chế ăn, kẻo rước bệnh vào thân. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Bà con chú ý, 7 loại hoa quả càng ăn càng tổn thọ, tuyệt đối tránh ăn nhiều, kẻo hối không kịp. Khi cái nắng mùa hè bắt đầu rực rỡ cũng là lúc những loại trái cây như đào, xoài, nhãn đang vào mùa. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, trái cây nhanh bị chín và nhu cầu tiêu thụ của người dân tăng cao. Vậy nên, rất nhiều tiểu thương đã không ngần ngại phun bơm, tẩm ướp hàng trăm loại hóa chất khác nhau để giữ cho hoa quả có vẻ bề ngoài tươi ngon và hấp dẫn. Tuy nhiên, đó lại là những hóa chất độc hại có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến cơ thể của con người. Ngoài ra, còn một mối đe dọa lớn hơn nữa là hoa quả được nhập khẩu từ Trung Quốc tràn lan sang thị trường Việt Nam, trong đó có rất nhiều trái cây nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ được tuồn sang theo đường biên giới. Theo chia sẻ của lãnh đạo Cục Bảo vệ Thực vật cũng cho biết, Trung Quốc là nước láng giềng của Việt Nam, thế nên mùa nào thức ấy, Trung Quốc có quả gì, Việt Nam hầu như đều nhập khẩu quả ấy về. Đáng chú ý, khi vào chính vụ, nhiều loại quả có số lượng nhập về lên đến hàng vài chục cho đến hàng trăm tấn mỗi ngày, không thể kiểm soát được về chất lượng và độ an toàn của tất cả các hoa quả này. Vậy, ở thời điểm này thì những loại hoa quả nào của Trung Quốc được nhập khẩu và bày bán tại các chợ nhiều nhất? Và đâu là những loại quả bị ngâm nhiều hóa chất, càng ăn càng tổn thọ mà chúng ta nên tránh để bảo vệ sức khỏe? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, táo đá Trung Quốc đã không còn mạo danh táo Việt Nam. Sau khi lừa người tiêu dùng Việt mua về ăn cả thập kỷ qua dưới mác táo đá Hà Giang, vào thời điểm này, táo đá Trung Quốc đã hiện nguyên hình dưới hộp đựng toàn chữ Trung Quốc, được công khai nguồn gốc xuất xứ và bày bán tràn ngập từ chợ truyền thống cho tới chợ mạng. Lý do, năm 2015, các cơ quan chức năng đồng loạt lên tiếng bóc mẽ táo đá không phải là táo Việt Nam, chúng là hàng Trung Quốc bởi Việt Nam không trồng được táo đá. Đây là loại táo có hình thức khá xấu, vỏ ngoài không bóng bẩy nhưng khi ăn lại có vị ngọt, táo giòn được các đầu mối cũng như tiểu thương ở chợ quảng cáo là loại táo sạch của Trung Quốc. Theo đó, táo đá đang bắt đầu vào mùa thu hoạch rộ, giá bán dao động quanh mức 30.000 đồng 1 kg. Những trái táo lúc còn non đã được bọc bởi một loại túi tẩm thuốc trừ sâu, loại cấm sử dụng. Khi chín sẽ cho trái láng mượt, căng hồng và không bị nấm mốc nên bán được giá rất cao. Những đốm trắng bên trong thành túi là bột thuốc trừ sâu. Ăn vào rất nguy hại cho sức khỏe, các bạn hãy đặc biệt cẩn thận với loại táo này nhé. Thứ hai, nho Trung Quốc đổ về ngày càng nhiều. Theo thông tin từ Cục Bảo vệ Thực vật, mùa hè này bắt đầu là thời kỳ cao điểm lượng nho Trung Quốc tràn về Việt Nam. Vào mùa cao điểm tháng 6 này, có thể nhập đến gần 100 tấn nho mỗi ngày. Thực tế, theo ghi nhận của phóng viên, tại các chợ đầu mối, nho xanh, nho đỏ và đặc biệt là loại nho thâm đen đang được bày bán ngập chợ với bao giấy lót bên ngoài toàn chữ Trung Quốc. Loại nho này, từ chợ đầu mối tới chợ dân sinh, được bán dưới mác nho Ninh Thuận với giá 60.000 đồng 1 kg. Riêng nho xanh không hạt giá rẻ hơn, rơi vào khoảng 35.000 đồng 1 kg tùy thời điểm. Theo nhiều thông tin cho biết, nho Trung Quốc được nhập về quanh năm. Tuy nhiên, vào chính vụ thì lượng nho đổ về thị trường Việt nhiều hơn. Nho là một trong những loại quả dễ bị hóa chất nhất do vỏ mỏng và dễ bị dập thối. Vì vậy, các loại hóa chất sẽ khiến cho quả nho cứng cáp hơn với thời gian. Một quả nho cũng có khả năng dương tính với 15 loại hóa chất khác nhau.
Vậy nên bạn hãy hạn chế ăn quá nhiều loại quả này. Nếu ăn, hãy chọn mua tại các cửa hàng uy tín để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Thứ ba, lựu Trung Quốc không quá ngon nhưng vẫn bày bán la liệt. Tháng 8 sắp tới đây sẽ là mùa thu hoạch lựu. Thế nhưng trên thị trường Việt Nam, ngoài các loại lựu cao cấp thì ngoài chợ dân sinh hay các hàng rong trên phố đều bày bán lựu nhập khẩu từ Trung Quốc. Nguyên nhân là bởi các loại hoa quả của Việt Nam tuy rất phong phú nhưng đến thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa có vùng trồng lựu chuyên để bán. Thế nên vào thời điểm này, đi ra chợ hay trên những xe hoa quả bán rong, lựu Trung Quốc được bày bán la liệt với giá bán từ 30.000 đồng 1 kg. Để lựu có được vẻ ngoài bóng đẹp và các hạt bên trong đỏ ươm bắt mắt, nhiều thương lái đã tẩm ướp các loại hóa chất độc hại và ngang nhiên bày bán cho người tiêu dùng. Nếu các bà nội trợ không cẩn thận, có thể mua phải loại lựu Trung Quốc chứa hóa chất nguy hiểm này. Thứ tư, dưa chuột tắm đẫm thuốc trừ sâu. Bạn có biết rằng dưa chuột chính là loại rau củ chứa nhiều hóa chất độc hại nhất hay không? Dù cho cơ quan chức năng và nhiều phương tiện truyền thông đài báo đã khuyến cáo về sự độc hại của việc bơm hóa chất vào rau củ quả, nhưng nhiều người trồng chỉ vì lợi nhuận trước mắt nên đã bỏ qua lương tâm của người nông dân. Theo tiết lộ của một người trồng dưa chuột ở Hải Dương, thì dưa chuột chính là loại rau bị ăn nhiều thuốc trừ sâu và thuốc kích thích tăng trưởng nhất. Ngay khi cây vừa bắt đầu ra quả là cứ 2 ngày lại phải phun thuốc một lần, gần đến ngày thu hoạch thì sẽ với mật độ dày đặc hơn, mỗi ngày 2 lần. Điều đáng sợ nhất là nước tưới thì có thể tuần tưới một lần, nhưng riêng thuốc trừ sâu với thuốc kích thích thì phải rải liên tục cho đến khi hái quả. Nhiều người còn vừa hôm trước phun, hôm sau đã hái quả đem bán được ngay. Đó là bởi họ phun 7-8 lần thuốc trong một ngày và để qua đêm là quả dưa chín đẹp mắt, trông rất hấp dẫn. Thứ 5. Nhận diện dưa lưới vàng Trung Quốc. Có lẽ dưa lưới hay còn gọi là dưa vàng là món khoái khẩu của rất nhiều hộ gia đình. Trên thị trường Việt hiện có hai loại dưa lưới vàng, đó là loại quả tròn và loại dài. Với loại tròn thì là dưa lưới được trồng tại Việt Nam, nhưng với dưa lưới quả dài, hình bầu dục thì đích thị là hàng Trung Quốc. Vào mùa cao điểm, dưa lưới bên Trung Quốc được nhập ồ ạt về Việt Nam. Thậm chí, trung bình mỗi ngày có tới 70-90 tấn dưa lưới vàng được nhập qua cửa khẩu về bày bán khắp các chợ. Loại dưa này có đặc điểm vỏ màu vàng với những vết như đường kẻ trắng đan xen vắt chéo nhau. Dưa nặng khoảng 3-4 kg một quả. Vào mùa, dưa ăn ngọt sắc. Hiện dưa này được bán tại chợ với mức giá 30.000 đồng 1 kg, nhưng loại dưa này có nguy cơ cao bị bơm hóa chất để có vị ngọt nhân tạo và màu vàng ruộm, ăn vào rất nguy hiểm cho sức khỏe. Thứ 6. Quả lê Trung Quốc có chứa nhiều hóa chất. Trong một số mẫu lê nhập khẩu từ Trung Quốc, người ta đã tìm thấy hóa chất endosulfan là loại thuốc trừ sâu có độc tính cao, tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây vô sinh hay phá vỡ hệ nội tiết. Ngoài ra, lê còn chứa nhiều hóa chất độc hại khác, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, là trái cây độc hại nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Lê Trung Quốc thường có vỏ nhẵn mịn, da căng sáng bóng, hình thức bắt mắt, tuy nhiên ruột thường bị thâm đen, lỗ chỗ như kim châm, vị nhạt, không thanh chua, dịu mát như lê Việt Nam. Lê độc hại thường có mùi vị lạ hoặc hôi, không có hương vị đặc trưng riêng. Thứ 7. Quả đào dễ bị ngâm hóa chất. Bạn có thích hương vị ngon ngọt tự nhiên của quả đào hay không? Loại đào quả to thường được gọi là đào tiên bởi màu sắc bóng đẹp, nhìn rất bắt mắt. Tuy nhiên, đào rất dễ dập nát và mất nước trong quá trình vận chuyển. Vì thế, người bán thường ngâm loại quả này với axit citric công nghiệp để giữ được màu sắc hấp dẫn của quả đào và giúp chúng giữ được sự cứng, giòn, không bị dập nát. Khi ăn phải đào có chứa loại hóa chất này, bạn có nguy cơ dị ứng, tổn hại thần kinh, ăn nhiều có thể gây ung thư. Quý vị thân mến, các loại trái cây Trung Quốc đội lốt hàng Việt đang được bày bán tràn lan trên thị trường, khiến cho nhiều người tiêu dùng bị nhầm lẫn, không phân biệt được đâu mới là loại hoa quả sạch tốt cho sức khỏe, còn đâu là loại quả độc hại nên tránh ăn kẻo mang bệnh vào người. Để giúp các bà nội trợ của chúng ta nắm được bí quyết lựa chọn được trái cây sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lại tăng cường sức khỏe cho cả gia đình,
Trong phần tiếp theo của chương trình sẽ bật mí về mẹo phân biệt trái cây Việt Nam và trái cây Trung Quốc. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu. Chị Thanh Loan ở Cầu Diễn, Hà Nội chia sẻ: thông thường khi mua trái cây, tôi cũng không chắc trái cây như thế nào là an toàn. Chỉ nghe những lời truyền miệng là những trái nào nhỏ và không bóng láng thì mua. Vì tôi được biết là những loại nào giữ được lâu và bóng láng thì toàn ngâm hóa chất. Tuy nhiên, theo các chuyên gia sức khỏe, chỉ vậy thôi thì chưa thể phân biệt được đâu là hoa quả sạch của Việt Nam và hoa quả trôi nổi nhập khẩu từ Trung Quốc mà cần chú ý đến các đặc điểm như sau. Thứ nhất, quả quýt. Quýt Trung Quốc, quả có dáng dẹt, kích thước đồng đều nhau, không dập nát, có vỏ láng bóng, màu vàng tươi hấp dẫn. Khi bóc ra, đầu múi thường hay bị khô, xốp, không được mọng nước. Ngọt đậm, thậm chí có cả vị đắng và mùi hắc từ những hóa chất. Quýt Việt Nam, quả nhỏ, không đều nhau, vỏ mỏng, thường bị nám, có đốm mờ, màu vàng mỡ gà, không được bắt mắt bằng quýt Trung Quốc, có vị thanh nhẹ, chua dịu, hương thơm tự nhiên. Thứ hai, quả nhãn. Nhãn Trung Quốc, quả to, vỏ mỏng hơn, lá cũng to dày hơn lá nhãn Hưng Yên. Cùi dày, hạt to, vị ngọt nhạt, không thơm. Nhãn Trung Quốc hay dùng chất bảo quản nên vỏ sạch, nhạt màu, vỏ mỏng hơn, nhanh thâm thối. Nhãn lồng Hưng Yên, quả to, vỏ gai, trông dày, vỏ vàng sậm hơn, tươi lâu vì được hái và vận chuyển tiêu thụ ngay. Cùi nhãn dày và khô, hạt nhỏ nhưng mọng nước, vị thơm ngọt như đường phèn. Đáy quả có hai rẻ cùi lồng, xếp rất khít, khác hẳn nhãn bình thường. Thứ ba, quả lựu. Lựu Trung Quốc, quả có kích thước lớn, vỏ ngoài mịn, căng tròn, màu trắng hồng. Khi bổ ra, quả thường có hạt đỏ rực, bắt mắt, các hạt đều nhau, mềm, chảy nước. Thường không có mùi hoặc mùi của hóa chất. Khi mua về bảo quản không được lâu, rất nhanh hỏng. Lựu Việt Nam, quả thường nhỏ hơn, da sần sùi hoặc bị nám, vỏ thường có màu xanh, đỏ dần khi chín. Tuy quả nhỏ nhưng hạt nhiều, hạt có màu nhạt hơn, nhiều nước, ăn vào thấy vị mát dịu, dùng mũi ngửi hạt bên trong có mùi thanh. Thứ tư, quả nho. Nho đỏ Trung Quốc, trái to gấp đôi nho Ninh Thuận, quả chín có màu đỏ nhạt, có lốm đốm trắng trên vỏ, vị ngọt gắt. Các trái nho trên cùng một chùm rời rạc nhau, một chùm nho cân nặng khoảng 500g đến 700g một chùm. Khi mua nhìn rất tươi ngon, đặc ruột, nhưng nếu để trong tủ lạnh, sau khi lấy ra thì ruột sẽ trở nên bở và nhão. Nho đỏ Ninh Thuận, trái to khoảng đầu ngón tay cái, vỏ rất mỏng, quả chín có màu đỏ tươi đến đỏ đậm, có vị ngọt hài hòa với vị chua nhẹ. Chùm nho thon dài và các trái gần như khít nhau trên một chùm, ít rời rạc. Nho Ninh Thuận rất dễ nhận biết vì trái chỉ bằng một nửa so với nho Trung Quốc. Thứ năm, quả dưa lưới. Dưa lưới Trung Quốc, quả to, hình bầu dục, nặng trên 3 cân, có các vết lưới màu trắng đan xen với nhau, hiện rõ trên vỏ dưa. Cùi hơi mềm và ăn rất ngọt. Nếu dưa bị tiêm thêm các loại đường hóa học thêm ngọt hoặc hóa chất để giữ độ tươi lâu thì khi bổ dưa ra sau vài tiếng, ruột quả sẽ nhanh bị nhũn. Thời gian bảo quản lâu do sử dụng hóa chất bảo quản. Dưa lưới Việt Nam, quả thường nhỏ, tròn, trọng lượng trung bình tầm 1kg một quả, to nhất cũng chỉ 1,5kg một quả. Khi chín, lưới chẳng chịt hơn, cùi dày, ruột dưa màu cam, vị ngọt thanh, ăn giòn, thời gian bảo quản ngắn hơn. Thứ 6, quả lê. Lê Trung Quốc được bày bán quanh năm, quả tròn đều, bọc trong lưới xốp, có vỏ ngoài nhẵn mịn, sáng bóng, màu xanh hoặc vàng tươi, có vị ngọt đậm, không có mùi thơm đặc trưng. Thịt quả bị thâm đen hoặc có nhiều vết nứt thâm, lỗ chỗ như kim châm. Có chứa chất bảo quản nên có thể để từ 15 đến 20 ngày mà vẫn bóng đẹp. Nếu để tủ lạnh có thể bảo quản lên tới 3-4 tháng. Lê Việt Nam chỉ có trong khoảng tháng 8-9, quả thon dài, cầm chắc tay, vỏ ngoài sần sùi, màu vàng đậm, không bóng bẩy và bắt mắt. Có vị ngọt, hơi chua, mùi thơm dịu, thịt quả trắng, không bị khô xốp. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù trái cây sẽ mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho cơ thể,
Nhưng nếu vô tình ăn phải loại chứa thuốc trừ sâu, ngâm và tẩm ướp nhiều loại thuốc trừ sâu cùng với hóa chất thì chẳng khác nào chúng ta đang tự ăn thuốc độc vào người. Hy vọng rằng những chia sẻ của Ăn Sạch Sống Khỏe trên đây sẽ giúp các bạn nắm bắt được những lưu ý quan trọng là phải chọn mua và ăn những loại hoa quả đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mình. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.